cái vỏ nó mềm. Đây là nguyên cục thịt nè. Đây. Quá trời thịt luôn. Chào bạn, hôm nay mình có hai con cua. Cua này là người ta kêu là con cua cái gì? Dungeness. Là con cua này nó sống ở cái mấy cái vùng rạn san hô mà ở Bắc Mỹ á. Ở đây có hai con. Hôm nay mình hấp hết rồi, thì chút nữa mình ăn một con thôi, còn một con thì mình bỏ ngăn đá mai về cho ba mình ăn. Con này đi. Hôm nay mình để một con thôi. Còn cái này là hai con cua. Cua bùn Việt Nam, một con cua thịt với một con cua cái. Nói chút nữa mình ăn coi so sánh coi hai cái vị con này nó sao các bạn ha. Corona với hai loại nước chấm, nước muối ớt xanh và muối ớt đỏ. Cái kéo này mình lấy lên rồi đây. Cái này là để cắt cái chân của nó. Thì phụ nó có cái kéo với cái muỗng này để ăn cái con cua này. Đầu tiên là mình mở con cua này ra xem thử như thế nào ha các bạn ha. Ở trong đây nó có nước các bạn. Mặn mặn ngọt ngọt, nó không quá mặn như là con cua hoàng đế. Đây nè,
cái gạch nữa nè. Ở để lát nữa tao kiếm thì tao để sẵn cho rồi ngày mai hả? Cái gạch nữa các bạn, ở trên cái mai nữa nè. Béo, béo lắm. Béo, béo cực kỳ luôn. Cực kỳ béo luôn. Gạch này cực kỳ béo luôn. Hôm kia mình gõ vô ngăn đá rồi, mai về hấp cho ba mình ăn. Rút kinh nghiệm mấy lần mình mua sống với mình đông đá nó về á, hấp á nó bị bở thịt á, giờ hôm nay mình hấp chín. Rồi về mình lấy đông lại. Nó béo nhưng mà nó có vị đắng đắng. Có vị đắng đắng. Cái gạch nhão của nó có vị đắng đắng. Có vị đắng đắng các bạn. Nhiều gạch ghê. Hai con nãy mình mua là 1,8 kg. 1,8 kg. Mình nhắc lại là mình không có bán cái con cua này các bạn. Mình chỉ bán có cua Việt Nam thôi. Còn mà đồ nước ngoài thì mình không có bán em. Cái bữa mình ăn con lobster với rap á, thì có nhiều người gọi điện hỏi là mình có bán hay không. Các bạn bây giờ các bạn sọc trên mạng á, con cua Dungeness, nữa mình viết như trên cái tiêu đề Dungeness là các bạn gõ cái tên đó ra thì ở Việt Nam bây giờ nhiều người bán lắm. Ngay cả con chung rap và lobster nữa, các bạn cứ gõ lên là thì trên mạng rất nhiều. Thì giá thì mình sẽ không nói ra để tránh những người nói là mình ăn con cua nhiều tiền hay nói này nói kia đồ khai của các bạn. Các bạn có thể tham khảo trên mạng, giá cả cho nó bây giờ cái gì ở trên mạng cũng có hết trơn á. Mình cũng sẽ nói là mình không mua đâu. Tại vì khi vô nó ngon á, mình nó ngon, ví dụ như con cua này mình mua mà nó dở, mình nói nó dở thì cái chỗ bán thì nó cũng ảnh hưởng tới uy tín ha. Bây giờ thì mình không nói, các bạn có thể tìm hiểu trên mạng thông tin những nơi bán thì các bạn có thể tham khảo các bạn mua. Giờ để mình cái chân thử đi. Cái muỗng phải không? Cái muỗng đi. Muỗng mình nghĩ là ok. Con cua này cái càng nó không bự bằng con cua thịt. Con cua thịt của mình, con cua thịt thí dụ mà con cua 8 lạng hoặc là 1 ký á, cái càng nó chà bá luôn. Con cua này chắc mình nghĩ là 9 lạng thì cái càng nó nhỏ. Nó nhỏ hơn so với con cua mình. Ồ, thịt nhiều lắm các bạn. Quá trời, đầy nè, nè. Nó chắc, chắc, con này chắc. Đây, được nguyên cái càng luôn nè, nguyên cái cẳng đó nè. Chấm với bột đỏ trước đi. Đây. Thịt nó dai không bở nha các bạn. Thịt nó dai không bở. Thịt nó dai không bở. Để mình nè, ăn không coi, coi nó có vị ngọt không. Dai không bị bở. Cái càng, cái càng ra nha. Tập cho được nguyên cái càng luôn. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Ồ, đây. Đây nè các bạn, nguyên cái càng đó nè. Nè em ăn không coi. Đó. Con này nó chắc các bạn. Con này mình mua ngọt.
không, cái vỏ nó mềm, cái vỏ nó mềm cắn được chứ không có cứng. Cái vỏ nó mềm. Thịt nó sao? Ngọt. Thịt ngọt. Ngọt nhiều thật. Cái gạch nó hơi có vị đắng đắng. Béo, đắng đắng. Cái gạch nhão á. Có vị béo đắng đắng. Nhiều gạch nhão lắm rồi. Con này là con đực nha. Con này là con đực. Đây nè. Con này là con đực. Để mình múc cái gạch ra. Béo lắm các bạn. Gạch đồ này ra coi. Đây nè. Có bị đắng đắng. Cái chân nó bự lắm rồi. Cái chân nó bự lắm. Này mình thẻ rồi cái chân của con cua Việt Nam mình chút xíu con cua nè. Nó bự bằng cái càng luôn á. Cái càng nhiều mình nghĩ là con này rất là chắc luôn. Ok. Đây, thịt này các bạn. Cái càng á, thịt nó thì nó dai nhưng mà cái mình nó thì hơi bị bở nhưng mà vẫn ok, ngọt ngọt thịt. Thịt ngọt. Đây là cái càng của Việt Nam mình nè. Nó dai, do con này nó sống nên là nó dai hơn là con này. Nếu mình nghĩ con này sống á thì nó rất là ngon luôn nè. Ngon ngọt đã ngon rồi. Để anh cắt hết cho. Cái vỏ nó mềm. Đây là nguyên cục thịt nè. Đây. Quá trời thịt luôn. Em. Thịt nhiều ha. Coi lại coi. Thấy. Quay ăn thịt con này. Ngon các bạn. Bóp cái bể à. Bóp cái bể. Không cần dùng kéo luôn. Ồ, gỡ ra luôn. Gỡ ra luôn các bạn. Nhưng mà phải cẩn thận coi chừng nó
Dạ rút lên nè. Đây. Rút. Nè em. Tay chân dính tùm lum á. Chấm muối ớt xanh đi. Phê quá. Quá phê luôn. Đã lắm các bạn. Ngon cực kỳ ngon luôn. Thịt nhiều lắm, cả trong chân và trong thân luôn. Nó khác với con cua hoàng đế á, là con cua hoàng đế mình chỉ ăn cái chân rồi cái thân mình nó không có thịt. Nhưng mà con này nó vừa có thịt trong chân mà vừa có thịt ở trong trong thân luôn. Bóp một cái à bạn, con này dễ, không cần kéo, không cần dụng cụ gì nhiều. Đây nè em, ngon ha. Quá đã. Bây giờ tới nửa phần này em ăn phụ anh đi, ăn không nổi. Nè, húp cái gạch đi nè, húp đi, húp. Gạch nó có vị đắng đắng. Lúc mà mình đăng cái hình lên đó, có một bạn comment mà nói là cái gạch nó ăn đắng đắng đúng không? Lúc đó là mình chưa ăn thử. Bây giờ đúng là cái thịt nó có vị đắng, ủa cái gạch nó có vị đắng đắng các bạn. Cái gạch có vị đắng đắng. Béo đắng đắng. Vỏ mềm. Có thể bóp bể bằng tay. Ăn không nổi. Dạ. Nó béo. Thịt ô rớt. Đưa đỏ.
đáng đồng tiền. Quá đã. Quá trời thịt luôn. Ngon các bạn. Như lúc này mình phải nói là con này ngon. Mình sẽ nhắc lại là mình sẽ không nói cái này mình mua ở đâu ha. Các bạn có thể tham khảo trên mạng. Bây giờ đồ hải sản á, nhập á, Việt Nam mình nhiều lắm, ta nhập về bán nhiều. Bây giờ hầu như hải sản ở nước ngoài á, con gì nước ngoài có là Việt Nam mình có hết, nhưng mà mình chưa thấy cái con cua dừa các bạn, cái con cua dừa sống mấy cái đảo ở Thái Bình Dương á, thì mình chưa thấy ở Việt Nam, mình chưa thấy chỗ nào bán, nhưng mà mình nghĩ nếu về Việt Nam chắc mắc dữ dội lắm. Những loại hải sản như là tôm hùm rồi cua hoàng đế thì bây giờ cái độ phổ cập của nó nhiều. Cái đồ phổ cập nhiều mà mình thấy càng ngày hình như cái giá nó càng rẻ hơn là sao, mình thấy nhiều người giờ, nhiều shop giờ bán lắm. Cái đồ phổ cập của nó hình như bây giờ là nhiều rồi, chứ nó không còn đắt đỏ như ngày xưa nữa. Chứ không có đắt đỏ thì chỉ vô nhà hàng nó mới đắt đỏ thôi, chứ những cái shop bình thường mình thấy bán cũng giá cũng chấp nhận được. Nước ngọt. Cái càng thật là dai.
cái con lớp tơ hôm bữa, con cua, con gì đâu, con tôm hầm hôm bữa mà mình bốn cái máy á, vậy chi mà hấp trên phố đem về đông lạnh ra hấp lại á thì nó ngon, mình đông lạnh một đêm rồi mình đem về á nên thịt nó hơi bị bở. Ăn hết một con luôn, thịt nó bự. Nó mềm ghê, thịt nó trắng ngần luôn, dễ lọt ghê á. Cái nước trong người nó không có mặn như là con cua hoàng đế với lại con tôm hùm, không hề mặn nha các bạn, cái nước nó ngọt. Cái que cuối cùng đúng là quá, cái vỏ nó quá mềm luôn, rất đã, bạn cảm giác là tách ra nó sướng gì đâu á, tách ra đã lắm. Đây nè, rồi bây giờ mình chấm nước xanh đi, cài nè. Tuyệt vời. Quá cay. Rồi các bạn, con cua này ăn quá ngon, quá đã, cua ngọt á, cay quá. Con cua này nó có cái gạch, mình tổng kết lại các bạn ha. Con cua này á, thứ nhất là về cái gạch béo có vị đắng đắng, thứ hai là về giá tiền thì nó không mắc các bạn, nó không mắc, thật sự nó không mắc, các bạn có thể tìm hiểu trên mạng, thật sự nó không mắc, mình không tiện nói giá đây ha, thật sự nó không mắc.
thật sự là không mắc. Cái thứ ba là cái vỏ nó mềm, không cứng. Các bạn có thể bóp bể hoặc là dùng răng cắn là bể nó tách ra. Lúc đầu mình nghĩ là dùng kéo, nhưng mà thật sự là không thể không dùng kéo. Có thể tách được thịt, tách được càng, tách được cái chân ở nó, rất đơn giản luôn. Thứ tư là thịt nó ngọt, ngọt lắm các bạn, thịt nó ngọt. Và con này mình ăn á là nó không bị ớp nha, ngon. Và cái tóm lại là con cua này ăn rất là đáng đồng tiền. Rất đáng đồng tiền, các bạn có thể tham khảo trên mạng rồi các bạn có thể order về ăn thử. Xin nhắc lại là mình không bán cái con cua mình vừa ăn ha. Mình chỉ bán những con cua này thôi. Đó. Các bạn nếu mà quan tâm những con cua này thì các bạn vào facebook.com/cua tự nhiên. Thì những con cua này thì mình chỉ ăn chơi, mình review thôi, chứ mình thật sự mình không bán. Rồi các bạn ha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip mà mình review những cái món ăn ha, ha các bạn ha. Các bạn thấy hay để các bạn bấm nút subscribe để ủng hộ mình ha. Rồi tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Chứ quên nè. Còn một miếng bia uống hết ha các bạn. Done. Rồi, tạm biệt các bạn.